Trận đấu ngày mai thì trận đấu với Công an Hà Nội sắp tới thì Văn Quyết đánh giá như nào về đối thủ? Đối với Quyết thì cũng như là toàn đội, mọi người đều thấy chúng tôi đang chuẩn bị cho 3 trận đấu sắp tới. Đây là những trận đấu rất là quan trọng đối với không chỉ đối với Hà Nội FC và đối với tất cả các đội bóng, thì chúng tôi muốn dành sự tôn trọng đối với tất cả các đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực trận đấu một. Ở lượt đi thì Văn Quyết ghi được 2 bàn vào lưới của đối thủ, thì trận đấu sắp tới thì Quyết có nghĩ mình tiếp tục nổ súng không? Với cá nhân Quyết thì Quyết sẽ nỗ lực thi đấu một trận đấu tốt cùng toàn thể anh em hướng đến cái kết quả tốt nhất. Còn việc cá nhân Quyết tỏa sáng hay là đồng đội tỏa sáng cũng đều vì đội bóng Hà Nội FC. Ở 2 vòng đấu cuối thì trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội được thi đấu 2 trận trên sân vật Hoàng Đẫy thì Hà Nội phải đến làm khách ở Thanh Hóa và một phải làm khách ở trong ngoặc kép là khi thuê sân vận động Mỹ Đình ấy, để cho cuộc đối đầu tiếp theo. Thì Văn Quyết nghĩ sao thì anh Trần thì cái thấp cái mic xuống với cá nhân Quyết và toàn đội đều có cái phương án và đều có sự tính toán, thì với những trận đấu gặp Hà Nội, Công an Hà Nội cũng như Thanh Hóa là 2 trận đấu rất là quan trọng, thì chúng tôi gặp những cái đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Còn trận đấu với Viettel thì trận đấu cuối cùng, thì lúc đấy thì chúng tôi dù đá sân nào đi nữa thì chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết mình vì khán giả, vì màu cờ sắc áo của cổ vũ. Tôi có nghĩ là việc phải đi không được đi xa sân Hàng Đẫy và phải đi thuê sân Mỹ Đình là một bất lợi cho câu lạc bộ. Cái điều đấy thì tôi nghĩ đó là cái mà Hà Nội FC cũng như Viettel đều là những đội bóng lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà và phải thi đấu trên sân Mỹ Đình, thì cái đấy nó giống như nhau. Thế còn ưu thế dành cho Công an Hà Nội khi được đá 2 trận ở sân Hàng Đẫy thì sao? Cái đấy thì tôi nghĩ đấy là cái ưu thế, đấy là cái mà bản thân như Hà Nội FC dù có đá sân khách hay sân nhà thì 3 trận đấu tới thì vẫn phải thi đấu với 200% sức. Trận đấu tới thì trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội thì sẽ được điều khiển bởi một trọng tài Thái, thì anh đánh giá thuận lợi và bất lợi của trận này như thế nào? Như mọi người đều biết thì hiện tại bây giờ đã có VAR. Với Quyết nghĩ là VAR nó sẽ rất là quan trọng, nó sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam, tốt cho cầu thủ. Còn đối với trọng tài ngoại thì Quyết nghĩ thời điểm này phải để trọng tài lôi phát, vì đây là những trận đấu quan trọng thì đòi hỏi cái bản lĩnh của trọng tài. Thế trọng tài ngoại thì mọi người đều biết, thì mình thuê họ về làm thì mình cũng chưa chắc mình đã kiểm soát được họ. Đâm ra là Quyết nghĩ là việc thuê trọng tài ngoại thì điều rất là bình thường. Quyết mong rằng là Quyết rất thích trọng tài nội bắt, thì trọng tài nội bắt họ sẽ hiểu được rằng bóng đá Việt Nam cần những cái gì, và bản thân Quyết thì mong rằng là trận đấu nó diễn ra một cách an toàn và đội bóng nào lỗ được hơn, quyết tâm hơn sẽ đạt được kết quả. Văn Quyết nghĩ sao vì về cái sự trở lại của mình đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng, đặc biệt là đã là cái chỗ dựa tâm lý cho những cầu thủ họ thi đấu thay hơn, đặc biệt là Kai Ho chân sút mà đã thể hiện phong độ rất tốt ở những trận đấu vừa qua, và ở trận đấu vừa rồi anh đã có được 2 bàn thắng. Với Quyết thì quay lại thì đội bóng có những kết quả tốt, đấy là cái điều đáng mừng. Còn đối với cá nhân Quyết là đội trưởng thì Quyết cố gắng luôn luôn cùng ban luyện cũng như những cái cầu thủ mới làm sao cho đội bóng có một cái tập thể mạnh. Quyết sẽ chia sẻ những cái văn hóa và chia sẻ những cái cách chơi để làm sao cho các cầu thủ ngoại sớm hòa nhập, và những em trẻ mới lên cũng sẽ hòa nhập tốt hơn. Phong độ Kai Ho thì Quyết đánh giá thì mọi người đều biết Kai Ho hiện tại có 5 bàn thắng. Cái đấy là cái thước đo đánh giá để bạn ấy phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 5 bàn thắng đấy nó cũng rất quan trọng. Mong rằng những trận đấu sắp tới đây Kai Ho sẽ lại tỏa sáng. Cái chặng đường mà cuộc đua đúng vô địch thì biết là rất là khó khăn, nhưng mà Hà Nội với cái chất lượng đội hình và với quyết tâm của mình thì cái khát khao vô địch như nào tôi tiếp? Với Hà Nội FC thì
cái chỉ tiêu của ban lãnh đạo đề ra là mình luôn đạt cái chức vô địch lên hàng đầu. Nên cá nhân Quyết cũng như toàn thể đội bóng, mọi người đều biết để đạt được chức vô địch nó là một hành trình rất là dài. Cái sự tập trung của đội bóng, tập thể đội bóng nó rất quan trọng. Quyết nghĩ là Hà Nội bao năm nay đạt được cái thành tích đó là cái sự hy sinh, sự đóng góp của tập thể, từ sinh hoạt cho đến tập luyện. Và cái thành quả đó là chúng tôi có rất nhiều những cái thành tích. Cá nhân Quyết thì rất là cảm ơn đến các cầu thủ, những người luôn luôn biết hy sinh vì đội bóng.